Practical Vietnamese Lessons Tiếng Việt Thực Hành Lesson 44 You like which flower the most? Bài 44 Em thích hoa nào nhất? Một Từ vựng Hoa lan Hoa huệ, hoa hồng, hoa mai, hoa đào, hoa cúc, hoa sen. Hoa súng, hoa dại, hoa tai, bông tai, thấy nhìn thấy trông thấy. Tết Tết âm lịch Tết nguyên đán Tết Tây Tết Dương Lịch Bị Bị cho nghỉ việc được được cho nghỉ việc được anh làm việc ở đây được ba năm rồi về trở về thăm quê gia đình nhà xe đạp xe máy ô tô xe hơi xe tải máy bay tàu hỏa xe lửa thuyền tàu biển giữa trong chồng dùng sử dụng đi bằng du lịch bằng nghỉ nghỉ ngơi họ lê lý hồ phan phạm trần tên nam quân quang vinh huy thắng lợi tên nữ lan huệ hồng hường mai đào tên đường lê lợi lý thường kiệt hồ xuân hương phan đình phùng phạm văn đồng trần hưng đạo tên châu lục châu á châu âu châu phi châu mỹ châu úc châu nam cực tên khu vực đông á tây á nam á bắc á trung đông hai cuộc nói chuyện trong tất cả các loại hoa em thích hoa nào nhất em thích hoa đào và hoa mai nhất thật à tại sao tại vì khi thấy hoa đào và hoa mai là thế tết đang về em được nghỉ làm và về thăm gia đình ở quê dùng những từ này để làm các bài tập phương tiện giao thông xe máy ô tô xe hơi máy bay tàu hỏa tàu xe lửa tàu biển tàu thuyền loại trái cây hoa quả trái nho quả nho trái vải quả vải trái táo quả táo trái bơ quả bơ trái bưởi quả bưởi hoa hồng Hoa mai, hoa đào, hoa cúc, hoa sen, hoa dại, hoa tai bông tai. phim hành động phim ma phim kinh dị phim khoa học phim tình cảm phim lãng mạn phim tài liệu Bài tập 1. Dịch các câu này từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Trong tất cả các loại phương tiện giao thông, bạn thích loại nào nhất? Trong tất cả các loại trái cây, bạn thích loại nào nhất? Trong tất cả các loại hoa, bạn thích loại nào nhất? Trong tất cả các loại phim, bạn thích loại nào nhất? Bài tập 2. Trả lời các câu hỏi ở bài tập 1. Dùng những từ này để làm các bài tập. Trồng Chăm sóc Chăm Thu hoạch Ngửi Ăn Uống xem coi hoa quả cây trái cây hoa quả nước trái cây nước hoa quả trái nho quả nho trái vải quả vải trái táo quả táo Trái bưởi Quả bưởi Loại Hoa hồng Hoa mai Hoa đào Hoa cúc hoa sen hoa dại phim hành động phim ma phim kinh dị phim khoa học phim tình cảm phim lãng mạn, phim tài liệu, bài tập 3, dịch các câu này từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Trong các loại trái cây, bạn thích trồng loại nào nhất? Trong các loại hoa, bạn thích trồng loại nào nhất? Trong các loại trái cây, bạn thích ăn loại nào nhất? Trong các loại hoa, bạn thích người loại nào nhất? Trong các loại nước trái cây, bạn thích uống loại nào nhất? Trong các loại phim, bạn thích xem loại nào nhất? Bài tập 4. Trả lời các câu hỏi ở bài tập 3.